Goji Goji chúc anh em xem phim vui vẻ. Tôi đập hết lũ sát sống dám cản đường. Xin lỗi nhé, nhưng rượu của anh cũng khá là thông đại tiện đấy. Chắc là chị Tào bón hiệu quả lắm. Nghe vậy, khóe miệng Đường Tứ co giật dữ dội. Chắc tiệt, rượu quý của ta. Hắn lại dùng nó để trợ Tào bón cờ đấy. Đây là chuyện có thể tha thứ sao? Xem ra, ta phải dùng tuyệt chiêu độc môn rồi. Ngay lập tức, anh ta lén lút cởi giày dưới gầm bàn. Lấy ra bàn chân của mình, đặt lên mặt đất. Chất độc màu đen lại bị khí độc màu xanh lục từ từ phân hủy nuốt chửng. Sao có thể? Cái nhóc tóc xanh này lại có thể chống lại độc khí tử thi của ta. Lâm tử nghiệp ta, mùi chân của ta từ khi mới sinh ra đã bắt đầu mài rùa, ẩn chứa mùi chân tiên thiên, giờ đây đã đạt tới cảnh giới đại thành. Há là thứ một tên phàm phu tục tử các ngươi có thể chống lại sao? Ngay cả Đường Tử cũng không thể thành công. Làm sao bây giờ? Đã trêu chọc Phan Anh rồi, không phải chết vì chém diệt thì cũng mất mạng thôi. Lưu Hạo Vũ cắn răng thật mạnh, nắm chặt ly rượu trong tay đập mạnh xuống đất. Triệu Thiêu giao thu kiếm dài trong tay lại. Vừa rồi có một con rùa bay tới. Lưu Hạo Vũ này võ nghệ ghê gớm thật, lại có thể kiếm được súng bắn tỉa để đối phó với mình. Hai người này thật là đủ trò mà. Nói mới nhớ, mình chưa từng chơi qua súng bắn tỉa đấy. Nghĩ tới đây, tôi hứng thú trực tiếp phóng thích không gian tốc biến. Trước mắt, tôi đã tới tòa nhà đối diện. Lúc này một tay súng bắn tỉa đang nằm sấp bên cửa sổ. Anh ta đột nhiên phát hiện ra tôi vốn ngồi trên ghế. Sao đột nhiên lại biến mất rồi? Này, anh đang tìm tôi à? Phan, Phan Anh, sao anh lại ở đây? Tôi, răng của tôi. Bây giờ tôi hỏi anh, trả lời sai là tôi cho anh bay luôn. Ai sai anh đến bắn tôi? Lưu Hạo Vũ, súng của ai? Đường Tứ. Lại là Đường Tứ. Đường Tứ này của thật thần thông quảng đại. Tôi nhặt khẩu súng bắn tỉa trên mặt đất. Quả nhiên là đồ chơi hay. Có thứ này, sau này có thể chơi nhiều trò hơn. Đạn của khẩu súng này, chỗ anh còn bao nhiêu? 10, 14 viên. Rốt cuộc là 10 viên hay 4 viên? 10 viên. Số đạn còn lại ở chỗ Đường Tứ, trong két sắt xe của anh ta. Phan Anh đại ca, anh tha cho tôi đi. Tôi còn chưa lấy vợ nữa, tôi cũng chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Lại rẽ nhầm đường rồi. Anh hoảng gì chứ, chỉ cần anh thành thật khai báo, tôi không những không giết anh, mà còn giúp anh kiếm vợ. Thật hả? Đúng vậy, con gái độc thân trong vòng vài trăm dặm, tôi đều biết cả. Phan Anh đại ca, anh thật sự tha cho tôi sao? Câu hỏi cuối cùng, quần lót của tôi màu gì nào? Nhanh lên, cho anh 10 giây. 10, 9, 8, 7. Tay súng bắn tỉa mồ hôi đầm đìa lo lắng. Cấp cấp. 3, 2, 1. Màu đỏ. Sai, cả thiên hạ đều biết tôi không mặc quần lót. Tôi vác súng bắn tỉa rời đi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Phan Anh đại ca sao không thấy người đâu rồi? Đường Tử cũng hoảng loạn. Phan Anh hiển nhiên đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời của hệ không gian. Nếu anh ta chạy thẳng luôn, thì bao vây ám sát bắn tỉa của mình phí bao công sức, chẳng phải đều uổng phí sao? Mấy vị đừng sợ, sếp của chúng tôi sẽ trở lại ngay thôi. Sợ gì? Chúng ta có gì phải sợ chứ? Quả thực hài hước. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của tôi đã xuất hiện tại chỗ cũ. Phan Anh đại ca, anh làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói mà. Chuyện gì vậy? Chỉ trong chớp mắt, Phan Anh đã giải quyết được tay súng bắn tỉa, còn cướp được khẩu súng bắn tỉa nữa. Bữa tiệc của các người nhàm chán quá, chúng ta chơi trò kích thích chút đi. Cho anh 10 giây để chạy trốn, sau đó tôi sẽ dùng súng bắn anh. Nếu tôi không bắn trúng, coi như anh lợi hại. Đường Tứ lập tức ngớ người ra. Chạy mau đi, tôi bắt đầu đếm ngược rồi đây. Cũng gần đủ thời gian rồi. 10, 9, 8, 7. Đường Tứ tim đập chân run, mồ hôi trên trán nhỏ xuống ướt đẫm. Chết tiệt, liều một phen. Đệt mẹ. Đường Tứ miệng há to, đột nhiên phun ra làn khói tím. Ngay lúc này Đường Tứ đã biến mất trong làn khói độc. Lưu Hạo Vũ cũng trực tiếp kích hoạt chế độ ẩn nấp, chui xuống dưới đất. Mấy tên thủ lĩnh còn lại lập tức bị khói độc hun khiến mặt mũi nhọ nhem, choáng váng ngay tức khắc. Các người chạy rồi, chúng tôi biết làm sao bây giờ. Diệt. Lời nói chưa dứt, Lâm Tử Nghiệp vung tay lên, khói độc trên trời phút chốc hóa thành vòng khóa, trói chặt mấy tên thủ lĩnh lại. Trong rãnh đất, Lưu Hạo Vũ đang run rẩy nấp trong đó. Mấy người ngoan ngoãn một chút, vừa ngay ngắn xem tôi bắn súng. Nói rồi, tôi giơ khẩu súng bắn tỉa trên tay, ngắm bắn Đường Tứ đang nhanh chóng lẩn trốn trong khói độc. Do diện tích của cả kho hàng rất lớn, nên Đường Tứ có đủ không gian để chạy trốn. Hơn nữa, giờ khắp kho hàng đã ngập tràn khói độc màu tím, như một đám xương dày đặc trong màn xương độc. Đường Tứ đang điên cuồng nhìn về phía cửa lớn. Anh ta đột ngột nhảy lên, lao ra ngoài cửa lớn. Ngay lúc đó, anh ta đâm sầm vào một lớp rào cản vô hình. Cái quái gì thế này?